Xin chào các em học lớp 11. Và video này thì chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bấm máy tính và tìm liên giới hạn dãy số nha. Thì tất cả các bài này thì mình đều bấm máy tính Casio. Đã, với câu đầu tiên, người ta cho liên x đến dương vô cùng. Thì bài này cũng dễ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính. Đấy nha, bấm nguyên cụm này vào máy tính thôi. Thay n bằng x cho dễ nha. Cộng 1 ở dưới trừ 3x bình. Trừ x bình, trừ x mũ 3 chứ chị nói lộn. Trừ x mũ 3 cộng 4 x bình cộng 3. Đó. Chúng ta sẽ bấm khôn. Khôn nè. CA là C. Rồi. Chúng ta sẽ bấm 13 chữ số 9 nha. 13 số 9. 1, 2, 3. Bằng. Bằng trừ 2 nhân 10 mũ 26. Trừ 2 nhân 10 mũ 26. Các em để ý nha, ở đây là 10 mũ trừ 26 là mũ âm nè. Thấy không? Mũ âm thì nguyên cái 10 mũ trừ 26 là bằng 0 luôn. Nguyên cụm này là bằng 0. Vậy suy ra mà trừ 2 mà nhân cho 0, vậy là đáp án của chúng ta sẽ bằng 0. Đó, đáp án của chúng ta bằng 0 thôi. Khoanh trắc nghiệm rất là nhanh đúng không? Khoanh trắc nghiệm là ABCD là chọn cái nào? 0 là khoanh. Tiếp theo. Câu số 2, lim x đến 2 trừ. X đến 2 trừ. Rồi, bước đầu tiên đó là bước bấm nguyên một cái này vào máy tính. Rồi, chúng ta sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính nha. X trừ 15 ở dưới x trừ 2. Rồi, chúng ta cũng bấm CALC luôn. CA là C, ở đây là 2 trừ thì mình sẽ bấm 2 trừ. Tiếp tục bấm 0 phẩy. Đó, mình bấm thật nhiều số 0, 1 đó rồi bằng 1,3. Ở đây 2 trừ đó, 2 trừ thì mình bấm CA là C, 2 trừ cho 0,000 rất nhiều số 0 và số cục và 1 đó, 0,0001 đó là sẽ bằng 1,3 nhân 10 mũ 11. Ở đây là mũ dương. Vậy suy ra đáp án của chúng ta sẽ bằng dương vô cùng. Đúng không? Tại vì đây là số dương, vậy suy ra cái này là dương vô cùng. Mà 1,3 nhân cho dương vô cùng thì sẽ bằng dương vô cùng. Rồi, phân trắc nghiệm này rất nhanh luôn đúng không nào? Tiếp theo, với câu 3, lim x đến 2 cộng. Đó, thì chúng ta cũng bấm nguyên cộng này vào và bấm là hồi nãy chị chưa xóa này là chị vẫn còn để nè. Rồi, bấm xa là C. Ở đây trên đây 2 trừ thì mình bấm xa là C 2 trừ, ở dưới đây 2 cộng thì mình sẽ bấm ở dưới đây là xa là C 2 cộng. Xa là C rồi, 2 cộng cho 0 chấm thật nhiều số 0 và số 1. Thật nhiều số 0 và cuối cùng là số 1 nha. Rồi, số 1 bằng trừ 1,3 nhân 10 mũ bằng
trừ 1,3 nhân cho 10 mũ 11. Ở đây chúng ta có mũ dương, vậy suy ra cái này là dương vô cùng, mà cái này lại là âm nữa nè, không? Cái này là âm vô cùng. Âm vô cùng mà nhân cho dương vô cùng thì sẽ bằng âm vô cùng. Vậy là đáp án của cô ba là âm vô cùng. Tiếp theo, câu số 4. Nhớ nha, câu số 4, câu 1 là một dạng khác, câu 2, câu 3 là một dạng khác, không? 2 trừ là 2 cộng. Còn số 4 và số 5 là một dạng khác, đây vì đây là số 2 với số 3 thôi, không có cộng trừ đằng sau. Chị phóng to được cho các em dễ nhìn. Biết trước vậy câu đầu, câu 1, câu 2, câu 3 chị phóng to cho rồi. Trời ơi, tiếc nuối quá. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính. Hồi nãy chị đánh máy, chị đánh dư với bạn. Rồi, bấm nguyên cụm này vào máy tính nha. Phân số căn x bình cộng 5 trừ 3 dưới x trừ 2. Rồi, các em bấm xong chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ có ở đây có số 2 thì mình sẽ bấm CALC 2 và cộng nha, cộng cho 0.6 số 0. 6 đó, 0, rồi 6 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số 1 là sẽ bằng 0.6666 là bằng 0.666, rất nhiều 6. Mà cái này đưa ra phân số, nó không đưa được. Nếu mà mình đưa ra phân số thì cái bài này là sẽ bằng 2/3. 2/3, để chị dò coi. 2/3 bằng, đúng rồi. Vậy là đáp án của bài này là bằng 2/3. Tiếp theo bài số 5. Rồi tương tự như bài 4 thôi, mình sẽ bấm nguyên phần này vào máy tính. X bình cộng 2x trừ 15 x trừ 3 CALC 3 cộng cho 0 chấm, rồi 6 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 1 nữa, bằng 8, đúng không? Này, chúng ta bấm vậy rồi bấm CALC 3 đây nè, cộng cho 0.1234 5 6, số 1 là sẽ bằng 8. Vậy là đáp án của câu này là bằng 8. Các em nhớ like video và đăng ký kênh giúp chị nha. Bye bye. Xin chào các em học lớp 11. Và video này thì chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bấm máy tính về tìm liêm giới hạn dãy số nha. Thì tất cả các bài này thì mình đều bấm máy tính Casio. Đã, với câu đầu tiên, người ta cho liêm x đến dương vô cùng. Hả? Thì bài này cũng dễ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính. Nhớ nha, bấm nguyên cụm này vào máy tính thôi. Thay n bằng x cho dễ nha. Hai x đây nè, 2x cộng 1 cộng 1 ở dưới
trừ 7 x bình. Trừ x bình, à, trừ x mũ 3 chứ chị nói lộn. Trừ x mũ 3 cộng 4 x bình cộng 3. Đó. Chúng ta sẽ bấm khôn. Khôn nè. CALC. Rồi, chúng ta sẽ bấm 13 chữ số 9 nha, 13 số 9. 1 2 3. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba bằng bằng trừ hai nhân mười mũ 26. Trừ hai nhân mười mũ 26 Các em để ý nha, ở đây là 10 mũ trừ 26 là mũ âm nè. Thấy không? Mũ âm thì nguyên cái 10 mũ trừ 26 là bằng 0 luôn. Nguyên cụm này là bằng 0. Vậy suy ra mà trừ 2 mà nhân cho 0, vậy là đáp án của chúng ta sẽ bằng 0. Đó, đáp án của chúng ta bằng 0 thôi. Khoanh trắc nghiệm rất là nhanh đúng không? Khoanh trắc nghiệm là ABCD là chọn cái nào? 0 là khoanh. Tiếp theo câu số 2, lim x đến 2 trừ, x đến 2 trừ. Rồi, bước đầu tiên đó là bước bấm nguyên một cái này vào máy tính. Rồi, chúng ta sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính nha. X trừ 15 ở dưới x trừ 2. Rồi, chúng ta cũng bấm CALC luôn. CA là C, ở đây là 2 trừ thì mình sẽ bấm 2 trừ. Tiếp tục bấm 0 phẩy. Đó, mình bấm thật nhiều số 0, 1 đó rồi bằng 1,3. Ở đây 2 trừ đó, 2 trừ thì mình bấm CA là C, 2 trừ cho 0,000 rất nhiều số 0 và số cục và 1 đó, 0,0001 đó là sẽ bằng 1,3 nhân 10 mũ 11. Ở đây là mũ dương. Vậy suy ra đáp án của chúng ta sẽ bằng dương vô cùng. Đúng không? Tại vì đây là số dương, vậy suy ra cái này là dương vô cùng. Mà 1,3 nhân cho dương vô cùng thì sẽ bằng dương vô cùng. Rồi, khoanh trắc nghiệm này rất nhanh luôn đúng không nào? Tiếp theo với câu 3, lim x đến 2 cộng. Đó thì chúng ta cũng bấm nguyên cộng này vào và bấm hồi nãy chị chưa xóa này là chị vẫn còn để nè. Rồi bấm xa là C. Ở đây trên đây 2 trừ thì mình bấm xa là C 2 trừ, ở dưới đây 2 cộng thì mình sẽ bấm ở dưới đây là xa là C 2 cộng. Xa là C rồi, 2 cộng cho 0 chấm thật nhiều số 0 và số 1. Thật nhiều số 0 và cuối cùng là số 1 nha. Rồi, số 1 bằng trừ 1,3 nhân 10 mũ bằng trừ 1,3 nhân cho 10 mũ 11. Ở đây chúng ta có mũ dương. Vậy suy ra cái này là dương vô cùng. Mà cái này là âm nữa nè. Cái này là âm vô cùng. Âm vô cùng mà nhân cho dương vô cùng thì sẽ bằng âm vô cùng. Vậy là đáp án của cô ba là âm vô cùng. Tiếp theo, câu số 4. Nhớ nha, câu số 4, câu 1 là một dạng khác, câu 2, câu 3 là một dạng khác, không? 2 trừ là 2 cộng. Còn số 4 và số 5 là một dạng khác, đây vì đây là số 2 với số 3 thôi, không có cộng trừ đằng sau. Phóng to để cho các em dễ nhìn.
Biết trước vậy câu đầu, câu 1, câu 2, câu 3 chị phóng to cho rồi. Trời ơi, tiếc nuối quá. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm nguyên cụm này vào máy tính. Hồi nãy chị đánh máy, chị đánh dư với bạn. Rồi, bấm nguyên cụm này vào máy tính nha. Phân số căn x bình cộng 5 trừ 3 dưới x trừ 2. Rồi, các em bấm xong chưa? Bây giờ mình sẽ có ở đây có số 2 thì mình sẽ bấm CALC 2 và cộng nha, cộng cho 0.6 số 0. 6 đó, 0, rồi 6 số 0, 1 2 3 4 5 6. Số 1 là sẽ bằng 0.6666 là bằng 0.666, rất nhiều số 6. Mà cái này đưa ra phân số, ở này không đưa được. Nếu mà mình đưa ra phân số thì cái bài này là sẽ bằng 2/3. 2/3, đúng không? Để chị dò coi. 2/3 bằng, đúng rồi. Vậy là đáp án của bài này là bằng 2/3. Tiếp theo bài số 5. Rồi tương tự như bài 4 thôi, mình sẽ bấm nguyên phần này vào máy tính. X bình cộng 2x trừ 15 x trừ 3 CALC 3 cộng cho 0 chấm rồi 6 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 1 nữa, bằng 8, đúng không? Nè, chúng ta bấm vậy rồi bấm CALC, 3 đây nè, cộng cho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, số 1 là sẽ bằng 8. Vậy là đáp án của câu này là bằng 8. Các em nhớ like video và đăng ký kênh giúp chị nha. Bye bye.